MC Quyền Linh sống giản dị, dùng tiền để giúp những mảnh đời bất hạnh. Nổi tiếng là MC giàu nhất Việt Nam, luôn sẵn lòng bỏ ra những số tiền khủng để làm thiện nguyện, nhưng Quyền Linh lại có lối sống giản dị và đạm bạc đến mức khó tin. Nhắc đến nam MC Quyền Linh, người hâm mộ đều không khỏi ngưỡng mộ tài năng nhưng cách sống và sự giàu có của anh. Đặc biệt, nói về độ giàu có, MC Quyền Linh không hề thua kém bất cứ sau việc đình đám nào trong showbiz. Thậm chí, Quyền Linh còn được mệnh danh là MC giàu nhất Việt Nam khi sở hữu biệt thự tiền tỷ, xế hộp đắt đỏ. Tuy nhiên, đằng sau sự giàu có ấy, Quyền Linh có cuộc sống rất giản dị và đạm bạc. Và không nói đâu xa, chỉ cần xem qua những bữa ăn thường nhật của nam MC, công chúng cũng đủ hiểu con người này chân chất, giản dị đến nhường nào. MC Quyền Linh có thói quen ăn uống rất đạm bạc. Người hâm mộ thường thấy nam MC ăn cơm trắng với dưa leo và chao, những món ăn rất bình dân, những khoảnh khắc này đã quá quen thuộc với người hâm mộ. Song ít ai biết rằng, từ những bữa ăn đạm bạc vội vàng ấy, nam MC Quyền Linh đã hái ra những khoản tiền lớn để nuôi gia đình và giúp người, giúp đời. Hay nói đúng hơn, Quyền Linh là người không hề câu nệ chuyện ăn uống hay phải giữ hình ảnh sao cho đẹp và sang. Đổi lại, nam MC chú trọng vào việc tạo dựng ra những giá trị thiết thực. Giống như việc Quyền Linh sẵn lòng đi quay ngày đêm, tham gia hết dự án này đến chương trình khác để tạo ra được nguồn thu nhập ổn định. Từ đó, anh có thể lo toan được trọn vẹn cuộc sống gia đình và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thực tế cũng cho thấy, Quyền Linh trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật đã có rất nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. Nhiều người còn gọi Quyền Linh là nam MC của người nghèo vì mỗi lần dẫn dắt những chương trình nhân đạo, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn như vượt lên chính mình, tiếp sức hồi sinh, anh đều sẵn lòng bỏ tiền túi ra để giúp đỡ. Không dừng lại ở đó, Quyền Linh còn thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân tham gia những dự án xã hội ý nghĩa, qua đó mang đến nhiều sự giúp đỡ thiết thực cho những mảnh đời cùng khổ trong xã hội. Đơn cử là khi tình hình dịch bệnh bùng phát phức tạp, Bắc Giang trở thành điểm nóng cần được hỗ trợ, Quyền Linh đã chủ động bỏ tiền túi và vận động thêm các mạnh thường quân quyên góp 2 tỷ đồng để gửi đến các y bác sĩ đang ngày đêm làm việc để phòng và chữa bệnh cho mọi người. Hành động đúng lúc đúng nơi này của Quyền Linh làm công chúng hâm mộ không khỏi xúc động. Hay như trước đó, vào thời điểm đồng bào miền Trung gặp phải khó khăn vì lũ lụt thiên tai, Quyền Linh cũng đã đích thân ra vùng tâm bão để giúp đỡ. Tất cả những việc làm này đều góp phần lan tỏa giá trị sống tốt đẹp đến với cộng đồng. Làm nghề hơn 20 năm, nam MC Quyền Linh không chỉ nhận được sự yêu mến bởi tài năng mà nhân cách sống của anh cũng chính là điểm sáng khiến bao người ái mộ. Tin rằng với những gì đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội, Quyền Linh sẽ nhận lại những giá trị tuyệt vời mà không phải ai cũng may mắn có được. Ngoài MC Quyền Linh, Vbiz cũng còn rất nhiều nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng, trong đó Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Trấn Thành đều đã từng có những đóng góp thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Trong đợt bùng phát dịch từ ngày 27 tháng 4 đến nay, rất nhiều nghệ sĩ đã đóng góp tiền bạc, vật tư, nhiều yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 300 triệu đồng, MC Đại Nghĩa chi 120 triệu đồng để mua đồ bảo hộ, khẩu trang y tế để gửi đến Bắc Giang, điểm nóng của đợt bùng phát dịch lần này.